khi còn có thể, hãy trở về bên cha mẹ. Kính thưa quý vị, nữ diễn viên Trung Quốc Giả Linh từng nói, con không có mẹ như cây không có gốc. Khi buồn, bạn không thể nằm trong vòng tay mẹ. Khi thành công, bạn không có ai chia sẻ niềm vui. Giả Linh được nhiều người biết tới là cây hài số 1 Trung Quốc. Mẹ cô ra đi đột ngột năm 2011 sau một tai nạn xe hơi. Thời điểm đó, bà muốn có một chiếc áo khoác màu xanh da trời. Giả Linh đã mua, đợi ngày về quê tặng mẹ, nhưng bà không đợi được tới ngày mặc chiếc áo mới. Chiếc áo khoác màu xanh đã trở thành nỗi tiếc nuối mà Giả Linh chưa thể nguôi ngoai. Nhiều năm sau khi trở thành diễn viên nổi tiếng với những tiểu phẩm hài, trước mặt mọi người cô luôn tỏ ra vui nhộn, nhưng đằng sau lại ẩn chứa nỗi đau không cất được thành lời. Mỗi lần tham gia chương trình truyền hình thực tế, người dẫn chương trình hỏi: bạn có vui không? Giả Linh trả lời: cả cuộc đời tôi chẳng thể vui vẻ được nữa. Nếu tôi thành công thì sao? Lấy được người tốt thì sao? Mẹ tôi không nhìn thấy được những điều này thì không còn ý nghĩa. Giả Linh từng khóc trên sân khấu. Thật tuyệt nếu thời gian có thể quay ngược trở lại. Hoàng Bột, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Trung Quốc, có người cha mắc bệnh Alzheimer. Ban đầu anh nghĩ cha của mình lớn tuổi và trí nhớ có chút vấn đề. Nhưng một hôm về nhà, thấy người cha đối đáp rất lễ phép, trong lòng thấy lạ nhưng không hỏi han. Cho tới khi người đàn ông đó ngoài 80 tuổi gọi con trai hai tiếng đồng chí. Thì ra cha tưởng con trai là đồng đội ở chiến trường năm xưa. Ông cũng khẳng định: tôi chưa bao giờ có con trai. Câu nói này làm trái tim Hoàng Bột tan nát. Khi nói về trải nghiệm này trong một chương trình truyền hình, anh đã không ngừng khóc. Có người hỏi: nếu bây giờ cha còn nhớ, anh muốn nói gì với ông? Hoàng Bột chia sẻ: tôi không muốn nói bất cứ điều gì, chỉ muốn ở bên cạnh ông. Nam diễn viên cho biết anh đã từng trải qua nhiều chông gai và cả khó khăn nhưng đều vượt qua được. Chỉ có một thứ khiến anh khó chấp nhận là người cha quên mất bản thân mình. Từ nhỏ tới lớn, cha của nam diễn viên luôn xuất hiện với hình ảnh cao lớn và mạnh mẽ, có thể đội con lên đầu, che chở cho con khỏi mưa gió. Đột nhiên bóng dáng này trở nên mong manh, cần người che chở. Đến lúc đó, con trai mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Hồi nhỏ mỗi khi làm sai, tôi thường bị bố đánh, nhưng giờ chỉ mong ông đánh tôi, thì thực hạnh phúc biết bao. Hoàng chia sẻ. Táp Bố Ninh, MC nổi tiếng nhất của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc từng kể rằng, sau khi hai con song sinh của anh chào đời, việc đầu tiên làm là nhắn tin cho mẹ đẻ. Bà đã có hai cháu, đã lên chức bà nội rồi. Anh rất mong nhận được tin nhắn phản hồi từ mẹ, nhưng đã muộn, bởi bà đã qua đời trước đó không lâu. Đứa cháu mà mẹ tôi mong chờ suốt cuộc đời, bà chẳng bao giờ gặp được. Tôi luôn nghĩ mẹ sẽ luôn ở cạnh mình. Nếu đến lúc phải ra đi, thì cũng có một dấu hiệu hay lời tạm biệt nào đó. Nhưng không, mọi thứ quá đột ngột. Nam MC nói, cha mẹ và con cái chỉ trong mấy chục năm, khó thoát khỏi cảnh chia ly. Như nữ diễn viên Giả Linh từng nói, bạn 30 hay 60 tuổi mà bố mẹ còn khỏe mạnh thì chưa ai nghĩ tới cái chết. Nhưng một khi không còn cha mẹ, bức tường ngăn cản bạn với thần chết cũng bị dẹp bỏ. Trên thế gian này, sẽ không còn ai yêu thương bạn một cách vô điều kiện. Bạn có khóc khi nhớ về từng phút giây được ở bên cha mẹ. Bạn có khóc như đứt từng khúc ruột trước mộ phần của cha mẹ. Vậy nên khi rảnh rỗi, hãy trở về nhà thăm họ. Cha mẹ chỉ cần bạn về nhà. Đừng lãng phí thời gian vào những cuộc chơi vô bổ. Những người bạn trong những cuộc vui ấy không đáng để kết giao thân tình. Khi cha mẹ vẫn còn, hãy đối xử tốt với họ hơn. Đừng khiến cha mẹ phải luôn bận tâm về bạn. Cha mẹ không cần bạn phải kiếm được thật nhiều tiền. Họ chỉ cần con cái có thể ở bên, bởi bạn luôn là mối bận tâm sâu nặng nhất. Tây Bối Ninh từng nói, một người trên 25 tuổi sẽ thấy người thân lần lượt ra đi. Một đời chia lìa và cái chết, phần còn lại cuộc đời sẽ lưu lại xẹo trong tim những đứa con. Những người không có sự ám ảnh về sự sống và cái chết thường hạnh phúc,
vì họ chưa trải qua một cuộc chia tay thực sự tuyệt vọng. Còn ai đã từng trải qua sinh tử chắc chắn sẽ hiểu. Những người bị bỏ lại thực sự rất đau khổ. Một chiếc áo khoác da, một cuộc gọi, một tin nhắn, dù hiện tại dễ dàng bao nhiêu, nếu không kịp làm cũng trở thành nỗi tiếc nuối cả đời. Vì vậy, đừng chờ đợi hay trì hoãn. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên bố mẹ. Gặp nhau ở kiếp này, chưa chắc đã có kiếp khác. Hãy ở bên cha mẹ khi chưa quá muộn và cho họ thêm thời gian. Những ngày còn có thể đồng hành, hãy bao dung, nhẹ nhàng và tử tế hơn với bố mẹ mình. Mỗi lần trân trọng hiện tại là để sau này bớt tiếc nuối. Phải hiểu rằng cha mẹ là duy nhất trên đời. Mất đi một người bạn có thể tìm bạn khác. Mất đi một công việc có thể tìm lại công việc khác. Thậm chí trái tim vụn vỡ rồi cũng có thể thay thế bằng trái tim khác. Nhưng cha mẹ không còn nữa, biết tìm nơi đâu. Đi gặp gỡ người thân và bạn bè, tôi chỉ có một hoặc hai ngày để ở nhà với bố mẹ. Bà năm nay 50 tuổi, nếu mẹ sống tới 85 tuổi, thì trong 35 năm còn lại ấy, tính ra tôi cũng chỉ ở bên bà nhiều nhất là 2 tháng mà thôi. Nghĩ tới, tôi thấy đau lòng. Khảo sát tại Trung Quốc với người từ độ tuổi 25 tới 50 cho thấy, 63% số người được hỏi gặp gỡ cha mẹ ít hơn 3 lần một năm. Trung bình những người này dành khoảng 78 giờ cho cha mẹ mỗi năm, tức là 3 ngày và 6 giờ. Nhà văn Trung Quốc Tất Thục Mẫn trong cuốn sách Hiếu Tâm Vô Giới có viết: "Tôi tin rằng mỗi người con đều mong có thể hiếu thảo với cha mẹ từ tận đáy lòng. Thật không may, con người do bận rộn mà thường quên đi sự tàn khốc của thời gian, sự ngắn ngủi của cuộc đời và sự mong manh của chính sự sống. Phần còn lại của cuộc đời bạn có thể còn dài, nhưng với cha mẹ, thời gian sống lại ngày càng ngắn ngủi. Vì thế, hãy cho họ một chút thời gian. Khi bạn còn nhỏ, bạn là thế giới của cha mẹ. Nhưng khi bạn trưởng thành, cha mẹ không thể nào là thế giới của bạn. Nếu bạn còn cha mẹ mà không thể ở bên họ, hãy cố gắng trò chuyện với họ qua điện thoại. Đừng báo bận khi cha mẹ bạn muốn chuyện trò. Mỗi người con chúng ta luôn nghĩ cuộc đời còn dài, nhưng đó là bản thân chúng ta nhìn từ vị trí của chính mình mà thôi. Hãy đối xử tử tế với cha mẹ của bạn, và cuộc đời sẽ đối đãi với bạn tử tế. Đúng như người ta từng nói, thái độ của một người đối với cha mẹ cũng ẩn chứa thái độ của người đó với thế giới xung quanh và với chính bản thân họ. Có một số điều mọi người đừng nên quên. Cha mẹ là cội nguồn. Mỗi người chúng ta, từ khi đến với thế giới này, dù tới khi ra đi, đều là tay trắng. Cha mẹ là con đường đưa chúng ta tới, là gốc rễ, nguồn cội, là người nuôi nấng mỗi người chúng ta từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Cha mẹ cũng là người thấu hiểu và chia sẻ những cảm xúc của con cái một cách sâu sắc nhất. Như người xưa nói, có cha mẹ nuôi nấng, nâng niu, con như bông hoa nở rộ. Mất mẹ rồi, con như bông hoa trong lọ, tuy đẹp nhưng lại mất gốc rễ. Thế nên trong cuộc đời của một người, có già có trẻ không phải là gánh nặng mà còn đồng nghĩa với hạnh phúc. Còn cha mẹ là còn gốc rễ cội nguồn. Tha thứ cho lỗi lầm của cha mẹ là giải thoát cho chính mình. Cổ nhân có câu, nhân vô thập toàn, có nghĩa con người ta không ai hoàn hảo. Cha mẹ cũng như vậy, họ không thể không hoàn hảo, họ chỉ có thể học hỏi từ thế hệ đi trước và cho con cái mọi thứ tốt đẹp hơn, theo cách của họ. Cũng có những cha mẹ sai lầm, thất bại, nhưng sinh ra con trong đời, chắc chắn đấng sinh thành nào cũng mong điều tốt đẹp cho con. Trong cuộc sống này, nếu bạn có thể tha thứ sai lầm của cha mẹ, bạn mới có thể tha thứ sai lầm của bản thân, của những người xung quanh, để sang tay đón nhận những tốt, xấu trong cuộc sống và mài giũa bản thân trưởng thành. Ngay cả cha mẹ mà bạn cũng không thể tha thứ được, thì sẽ khó lòng bỏ qua được sai lầm của bất cứ ai. Người biết ơn luôn đứng từ góc độ của cha mẹ để hiểu được mọi vấn đề. Người vô ơn lại chỉ biết trách móc mình thiệt thòi,
trách móc cha mẹ không cho mình đủ đầy như người khác. Lương tâm bị sự ích kỷ đè bẹp, khiến họ trở nên mờ mắt, quên đi đạo lý làm con. Đừng quên rằng, khi bạn không thể là một người con tốt, bạn sẽ khó có được đứa con tốt, đối xử tốt với mình.